nay đi chơi cho đã rồi về báo cáo lại thôi, chứ không có cái gì quan trọng, đi chơi thôi. Thì đi để biết tất cả mọi miền, mọi nẻo đường đất nước nó như thế nào, cuộc sống ra sao, dân chúng có ấm no hay là không, có đói hay là không, có đại khái cũng ngủ bờ ngủ bụi gì không, rồi nói chung là mình nói cái thực trạng của xã hội mình như vậy thôi. Thấy sao thì nói vậy thôi, chứ chẳng có mẹ gì cả. Nói chung thì nói chung thì mình thấy sao mình nói vậy thôi, chứ không có cái gì gọi là mình thêm hay là bớt hay là đặc tiện. Bởi vì ở đây mình nói mình bác về ở đây, bác ở trong nước, cho nên vì đó bác nói thì có những người con cháu hoặc là những người bạn trong nước họ có xác nhận cái điều đó đúng hay là sai thôi. Chẳng hạn như là ngày hôm qua bác đi Vũng Tàu thì đi với gia đình người thân, đi ra đó thì mình mới thấy là mỗi cái theo ý mình là mình thấy điều là tuyệt vời cả. Đi tới bãi biển bãi sau là lúc này, còn bãi trước là chỗ bãi dâu đại khái thì họ cũng là tuyệt vời, cũng ăn uống cũng xe hơi nườm nượp vào, và họ mở mang khu đó thành một cái khu du lịch rất ư là lớn. Và một có một điều rất là hay là ngày xưa cách đây khoảng 10 năm mười mấy năm thì ở Vũng Tàu không có cây xanh leo que có mấy cái à. Chào Trung, Trung lên chơi với bố một chút. Thì ở Vũng Tàu cây xanh leo que có mấy cái à, nhưng mà bây giờ là hầu như là nó phủ rợp bóng cây xanh, cây si, trồng cây si á, quá trời quá đất luôn. Thành ra ở đâu cũng thấy có cây xanh cả. Cái điều đó là mình rất là thích. Mà cái điều ấn tượng nhất là cái điều con phi đường phi quay mà nó dẫn vô Vũng Tàu đẹp cực kỳ luôn. Tức như là một cái con đường thôi, nhưng mà nó cái plan á, cái kiểu gọi là cái len kép á, tức như là ở trên đó họ trồng hoa, họ trồng những cái cây mà anh Phượng nói là cái cây đó là không phải là cây thường, mà cây đó là kêu bằng cây gì ta, cây cảnh, cây kiển, cái gì đó. Rất là hay và rất là đẹp, dọc hai suốt mấy chục cây số từ cái con đường mà dẫn vào Vũng Tàu đẹp cực kỳ luôn, mình không thể nào chê được. Vì chỗ đó ra mình không thấy là hào hứng. Rồi ra biển, rồi ra ngay chỗ thì thấy thiên hạ, lên thiên hạ thì lo ăn chơi, rồi đi dạo mát, rồi tắm biển, rồi hầu như tất cả mọi người đều là hồ hởi phấn khởi, và cũng không thiếu gì những cái loại, những cái bản biển số xe ở các tỉnh thành khác, đa đông nhất là thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài đó. Nói như vậy để hiểu rằng là mức sống của người dân mình có làm là có ăn, chỉ có ngoại trừ những cái thứ mà biến ăn nhắc làm thôi. Đó ngày hôm qua ta đưa cái clip rồi, có nghĩa là xe hơi dọc độ dọc mà động không có chỗ để mình đi kiếm chỗ mà để dọc luôn. Đúng rồi. Thôi chấp nhất chi mấy cái thằng mắc dịch mắc yêu đó, tao cũng coi nó, tao nói từ lâu rồi, đám đó là tao cũng đi coi là coi như gà với dịch thôi, chứ thực chất đâu có xứng đáng gì đâu mình phải ấy. Thì để mà xuyên suốt một cái câu chuyện thì nó thực tế đến giống y chang, nhưng mộc mạc giống như tao, tao thấy sao tao nói vậy, mộc mạc vậy. Thì bác đi đâu thì bác cũng quay video clip ở đó, cho nên việc chỗ đó ra không thể nào chối cãi được. Bởi đây và ta không thể nào mà ta dựng một cái cuộn phim mà không có người, đây là hoàn toàn người ta vô tư, người ta đâu biết mình là ai đâu. Mình cái mà rất là nhiều người quay phim chụp hình, người ta chụp hình kỷ niệm với gia đình người ta, chỉ có mình tao là tọt à, tao đi cho nên vì đó thì không thể nào chối cãi được. Và cái điều đó là những thước phim ngụy tạo được. Chẳng hạn như ngày hôm qua tao tới ngay chỗ cái công viên mà để mà nghỉ và tối mấy bồ lão, mấy nam thanh nữ tú vào đó, thì đùng một cái tự nhiên có một cái đám người, các cô các chị xuống kêu nhảy nhót ra kia bằng cái gì dân vũ nó gọi là dân vũ rồi đó, nhào xuống nguyên công viên như vậy, ào ào vậy là rất ư là vui. Mà ở đây là coi như là miễn phí, không tiền không bạc gì cả, người ta gọi là gì đó. Nói chữ miễn phí thì không đúng, nhưng mà không phải, họ tự động họ làm những cái điều đó mà mình cảm thấy rất là vui.
và thiên hạ đổ xô vào coi các cô ấy nhảy múa rồi đang xin rồi các cái rồi mở nhạc lên y xèo. Bởi vì tôi mới nói là một cái đất nước nó thanh bình đến lạ lùng, nó lạ lùng, thấy không? Và bà thì tôi đọc mấy cái comment đó là không phải riêng Vũng Tàu đâu, hầu như ở vùng sâu vùng xa ở trên ở ngoài Hà Nội cũng có rất là nhiều, ở ngoài các công viên là những o những mẹ này kia là lớn tuổi già tuổi, những người mà là già cũng cũng ra ngoài kia, thứ nhất là tập dưỡng sinh, tập thể dục, thứ hai nữa là nhảy múa đó. Nói như vậy để mình hiểu rằng không có nước nào giống như nước mình cả, nó không có nước nào giống như nước mình cả đó. Và cái sự mà gọi như là thanh bình, tao cũng đã nói ngày hôm qua là tao cũng không muốn nhắc lại nữa, cái đất nước mình nó là như vậy đó. Đất nước nó tuyệt vời là như vậy. Thì bởi vì mình khi đã không có tới không đi thì thôi, sân tánh tao có ngộ mà tao đi đâu mà tao thấy nó yên ắng và nó yên vui và hạnh phúc, và tự nhiên tao nó muốn tao muốn ở đó lâu. Nhưng mà đôi lúc như vậy trong thực chất là cái công việc với lại cái đường đi nó không cho phép. Nhưng thực chất là tao muốn ở Vũng Tàu khoảng chừng 2 tuần nữa tao mới đã ngư nư tao sáng ra xuống ở dưới biển biến tắm xong rồi lên lên là xong nghỉ ngơi đi vòng vòng rồi xong rồi quay cảnh này cái rồi chụp hình những cảnh đẹp rồi cái đâu ước sức là vậy, nhưng mà không cho phép bởi vì thời gian nó không nó không không có cho phép mình làm điều đó. Rồi có đứa nào lên nói chuyện vui 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 với bác không, với bố không? Vui lắm, giống như cái ngày hôm qua mà mình khi mà lên làm một cuốn phim á, thì các kênh YouTube chẳng hạn như là kênh Sóng Ngầm, kênh gì đó không biết nữa, thì ở đâu đó cũng có một số người nó buồn cười ở cái chỗ này. Ở đây là tao nói nãy giờ rồi, tao nói là tao quay đây là cảnh thực tế đời sống của những người dân khi buổi chiều vừa yên ắng công việc nhà xong xuôi thì người ta đổ bộ ra biển để người ta đi chơi. Thế là tụi nó cũng chửi, ôi thằng già nói xạo này kia tùm lum tùm la. Nói chung là cái gì nó cũng là nói ngược hết trơn, nó buồn cười lắm. Mày là ai mà mày kia bằng mày tao rồi bác rồi bố thì rồi nó chửi tao te tua. Nó cười lắm, có nghĩa là ảnh không vào anh không đối phản biện mình vào trọng tâm, mà anh chỉ đưa ra những cái chuyện cá nhân, thí dụ như mày bao nhiêu tuổi mày kia tao bằng mày tao này, mày mấy tuổi mày kia bằng bố này kia được. Nó buồn cười lắm, tao thấy nó có vẻ như dùng nít vậy, nó buồn cười. Mình hình như khi là mình hình như là mình làm một cái like đó như vậy mà mình hoặc là mình làm một cái clip như vậy thì tự nhiên là tạm mấy ảnh bị làm những bị xúc phạm mà anh tức, mọi người anh nói ngược mà cho nên anh tức rồi, cho nên anh chửi bừa, anh chửi nhiều cái buồn cười lắm kìa, anh tiếu lâm thiệt á, rồi tào lao thiệt hết biết luôn. Mày là ai, mày lớn bao nhiêu tuổi, mày kêu tao bố mà mày xưng bác, được cười vô duyên được quá. Mà nó không nói trọng tâm, mình muốn nói tao quay cái làm cái gì nó không nói, mà nó cái chửi tao không mà buồn cười thiệt tình tiếu thiệt. Mới tao nói ở đây ở trong bậc cái về cái xã hội thì nó có muôn màu muôn vẻ, có ai kẻ ghét người thương, kẻ yêu người mến, chuyện nó bình thường không có gì cả. Nhưng mà mình tí tức cười là ở cái chỗ là nó không có phản biện, hiểu không? Nó không có phản biện cái điều mà mình nói, hoặc là nó không phản biện cái điều mình nói láo. Nó dạ mình nói láo nó sao sao được, tao quay sờ sờ nước mắt mà buổi chiều làm sao ai nói láo được, dân chúng ta người ta đâu có biết mình là ai đâu, rồi tất cả mọi người ai cũng giống như ai, thì tao đâu có bắt buộc tao phải đứng đó tao phải đóng phim đâu, không có. Rồi chuyện nó bình thường thế mà nó cũng tức, nó chửi tao mà đồ buồn cười hết luôn. Tao không có giận, tao không có giận, tao coi chuyện đó bình thường thôi, những cái điều tao buồn cười hôm nay tao nói tụi mày nghe điều đó vậy. Thôi nha. Đó. Ngày hôm qua tới 11 giờ 11 giờ 15 bắt đầu mới đề ba từ Vũng Tàu về Sài Gòn, đi về đây cũng 2 rưỡi sáng, từ mệt quá ngủ ngủ cái đã xong mới dậy nè, mới dậy uống cái ly cà phê uống cái trà đó. Rồi có đứa nào lên chơi không, lên chơi ngồi nói tóc nói chơi tâm sự thì mình đây mình nói là mình không phải ở đây á, tao nói lại một lần nữa, có nghĩa là ở đây ở Việt Nam mình là một cái đất nước mới phát triển thì chắc chắn sẽ có những sự tiêu cực, sự tiêu cực ngoài xã hội, cái điều đó đất nước nào cũng có cả. Nhưng mà tao thấy về vấn đề mà an sinh xã hội mặt bằng chung của Việt Nam mình rất là ok, và người dân tin tưởng và người dân rất hồn. Tao ở đâu tao đi đâu tao thấy người ta cũng hồ hởi phấn khởi cười nói vui tươi, họ không có cái gì đó, họ không có lo âu, họ không nghĩ ngợi là tôi đi nói chuyện với ông này, hoặc tôi chơi với ông ngày mai tôi không có tiền đi chợ, không, họ không bao giờ có cái chuyện đó.
hoặc là họ có một cái gì đó mà ám ảnh, ví dụ là mất chớp hoặc là rầu quá bữa nay không có tiền để mà đi bóng tiền bill hay là không có tiền trả tiền nhà, họ 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 không có gì đó, hoàn toàn không có chuyện đó. Thì tao hiểu rằng cái điều là họ đang hạnh phúc và họ đang yên ấm. Chỉ có một cái đám người gọi như là siêng ăn biết làm và chỉ họ chờ đợi, chờ đợi một cái gì đó mà trên trời rơi xuống họ hưởng thôi. Mà cái đó, đó là rất ư là xấu xa. Thì bởi nó mới chửi tao chứ, còn tao đâu có dính líu gì, tao đâu có làm gì đâu mà chửi, mà nó cũng chửi tính bơ à, nó ngộ vậy. Gửi yêu cầu đi lên. Tao biết là hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, chắc chắn là mọi người phải đi làm, mọi người phải đều đi làm cả. Chào Kim Lê Lê. Rồi thành ra ai cũng không rảnh, rảnh thì lên chơi, không rảnh thì thôi, không quan trọng. Bởi vì chẳng ai rảnh như tao chứ, đồ quá, tao rảnh số 1 thôi được. Đúng rồi. Ở Tiếu Lâm. Nhưng mà để nghỉ ngày bữa, ý vài bữa đi rồi chắc là tao phải xuống miền Tây. Háo hức lắm rồi. Có nghĩa là ở đi miền Tây sông bước, đi Cần Thơ, đi Cà Mau, đi nếu cần sạc qua Phú Quốc một chút để khá vậy đi cho biết, được phải không? Chứ còn thực chất là ở đây thì có đời, hôm trước đi Mỹ Tho rồi, đi Mỹ Tho xuống nhà từ thứ nhất rồi, ở đâu cũng thấy cũng đẹp, ở đâu cũng mở mang, ở đâu cũng ở đâu cũng có cái sự phát triển cả. Bây giờ ở nơi đâu những công viên, những cái ngã tư đường họ làm đẹp lắm mày ơi, cực kỳ luôn, mà nhất là Vũng Tàu tao gây ấn tượng. Tức là con đường dẫn vào ở xuống biển trời đẹp cực kỳ luôn, hai bên nó làm rất ưa là được, cắt cỏ thành những cái ấy cực kỳ luôn, trồng bông trồng hoa tuyệt vời. Nói thẳng là vậy, mình không chào Lâm Văn Hà nha, hình như Lâm Văn Hà phải không biết nữa, phải Lâm Văn Hà chắc nói cho ai nào lên chơi gửi yêu cầu nha. Thì cũng nói chuyện với anh Phượng đây thì đó, thì mình mới thấy là anh Phượng thì anh hồi nãy nói chuyện với anh thì hỏi về tình hình nước Mỹ bên anh và bên mình, bên Mỹ sao, thì anh lắc đầu, anh thở dài. Anh thở dài rồi nó rắc rối và hiện giờ nó anh không biết nói sao. Chào Bở Phèo, chào Lụa, chào Trung. Đúng rồi. Tại vì nói một cách khác lần nữa là cái thời gian mà tồn tại trên thế gian này nó còn ngắn, nó không có dài. Thành ra tranh thủ khi chúng ta không còn việc gì trên đời nữa, nói một cách khác là chúng ta về hưu á, thì chúng ta tranh thủ về quê hương. Thế thôi, đơn giản vậy, không có gì. Bởi vì ở nơi đó có chùm khế ngọt và ở nơi đó có mồ mả ông bà cha mẹ và tình yêu của mình dành cho quê hương mình thì bao nhiêu mình đủ rồi, không bao nhiêu điếp biết bao nhiêu đủ, mà chỉ có quê hương mới làm cho con người ta ấm lại, thế thôi. Thấy tụi thấy tao về không, về đây tự con người ta trẻ ra mặt mày lắm, mấy ai cũng khen, mấy đứa nhỏ này cũng khen bác về đây con người bác có vẻ trẻ trung ra hơn 10 tuổi nữa. Làm sao không trẻ trung được, bởi vì con người ta cái yếu tố căn bản là con người ta vui. Vui là đương nhiên là phải trẻ rồi, cười nói tối ngày không có chuyện gì là phải lo âu, không có gì phải bận biểu, không lo toan, không có gì cả, tại sao không trẻ được không mà không vui được, đúng không? Sáng ăn phở, trưa ăn cháo, chiều nhậu cá lóc nướng với bạn, rồi xong rồi rau rừng, mấy thứ thích tất tần tật, thích cứ muốn gì đó nhậu ấy nổi. Mà tao thì không uống rượu nhiều, uống vài ly thôi xỉn thôi, nhưng mà có thì nó vui. Vì chỗ đó hình ra nó con người ta nó trẻ trung và nó phấn khởi thế thôi. Và đi đâu cũng được những người mà thân hữu và những người dân ở trong địa phương họ nhìn mình và họ mời gọi. Người dân Việt Nam được cái họ rất là thân thiện. Không biết anh ở đâu, từ đâu đến, anh không biết anh từ đâu. Nhưng mà đối với họ, họ cũng coi là khách. Cái người Việt Nam mình hay cái chỗ đó. Bởi vậy người ta gọi là mến khách. Đó là ở đâu cũng vậy thôi. Đi tới đâu được mến khách. Họ tiếp đãi mình, ở đây không phải là miếng ăn, ở đây là một ly cà phê, một ly thuốc, một câu nói xã giao, mình cũng thấy ấm lòng nữa. Bởi đây không có sự hận thù, không có sự hằn học, không có sự mà gọi là ganh đua, chỉ có đó rồi, chỉ có một thiểu số những thành phần
không làm một đời có ăn thì mới nghĩ ra những cái điều tiêu cực thế thôi. Ở đây tôi thích thì cực ít lắm. Đúng rồi, ok. Giống như ngày hôm qua giờ bác cũng nói đó, nghĩa là hiện giờ ở trên toàn thế giới các nước châu Âu hoặc là khối EU và mùa đông lạnh giá sắp sửa tới rồi, thế mà ở Việt Nam mình bình chân như vậy, ở Vũng Tàu chơi suốt đêm suốt sáng bở đèn sáng trưng, ở các nước khác thì tiết kiệm điện không dám bở rạc lên, nói chung là tiết kiệm mọi chi phí để mà giữ cái sản lượng mà để điện, thứ nhất điện, hai ga để mà sưởi ấm mùa đông, trong khi đó ở Việt Nam là bình thường tất cả mọi bình chuyện bình thường. Thậm chí đường qua có một em nó còn nói điện Việt Nam mình xài không hết, còn phải bán qua cơm Lào, Campuchia, Trung Quốc nữa mà. Mà thấy ghê không? Bởi vì ta mới nói mà rồi, không có đâu sướng như bằng người Việt Nam cả. Về nói về vấn đề coi như là trao đổi vấn đề hàng hóa vì mặt bằng chung thì ta mới nói rồi, Việt Nam mình giá rất là bèo, rất là rẻ. Ta đã từng thí dụ cho mày hoài. Một tô phở ở Mỹ bán tệ lắm là 17 đô. 17 đô mà nhân lên tỷ giá thì bao nhiêu tiền? Gần 350 ngàn không? 350 ngàn thì ít 10 đô là đúng rồi. Thì Việt Nam ở đây là kế quán phở tao ở Thái ăn rất là ngon, ngon cực kỳ luôn. 35 ngàn bộ tô thì phải là bằng 10 tô không? Đúng không? Rồi chờ Việt Ryan rồi mà. Bây giờ mày rảnh rồi lên lên nó dốc chơi mày Việt Ryan. Rồi chào Nguyễn Tình, đây Nguyễn Tình thì ở dưới Bạc Liêu nè, Bạc Liêu là tao làm sao tao xuống dưới được ta, tao ao ước tao đi xuống miền Tây nè, nhưng mà săn gói đi một mình hả, đó, Châu Đốc miền Tây đó, đó đi miền sông từ xưa giờ từ nhỏ lớn chưa đi đi miền sông nước khổ vậy, đang ao ước khám phá miền Tây nè, rồi xong phải chọn về dọc ra miền Bắc một chút rồi xong đi trở về bến, vài tháng sau lại lọt tọt trở về, có vậy đó. Bây giờ cuộc đời của tao là vậy, có nghĩa là cứ bên kia vài tháng, bên này ở lâu hơn, bên kia 3 tháng, ừ, vậy đó. Ở đây tao thì dân phàm phu tục tử mà, cho nên là ẩm thực là trên hết, chỗ nào ăn ngon là có tao, tôi tao không nhờ vậy, chỗ nào ăn ngon là có tao, bởi vì ở đây thì mới mới hưởng thụ được. Ông cha ta từng nói là không có thực thì làm sao vực được đạo, đúng không?